Trong khi cuộc tranh cãi về quyền sở hữu súng, đặc biệt là việc đeo súng công khai sau một loạt vụ xả súng chết người ở Mỹ, vẫn đang diễn ra gay gắt, thì một số bang vẫn cho phép người dân mang súng từ các địa điểm công cộng. Thậm chí có nhiều bang còn cho phép mang súng vào quán bar và nhà hàng vì công dân có quyền cá nhân giữ súng để tự vệ. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi một nhà hàng quyết định giảm giá cho khách hàng mang theo súng. Anh Kevin Cox, chủ nhà hàng Burgerins, bang Louisiana cho biết, thời gian đầu anh chỉ giảm giá cho các sĩ quan cảnh sát, nhưng sau đó quyết định mở rộng chương trình khuyến mại này cho bất kỳ khách hàng nào mang theo súng bước vào nhà hàng. Anh Cox thực hiện chương trình này nhằm đối trọng lại với một số địa điểm kinh doanh như trung tâm thương mại, quán cà phê, những nơi cấm khách hàng mang theo súng. Tôi nghe nhiều người phàn nàn về việc bị cấm mang theo súng ở một số nơi. Họ cảm thấy rất bất tiện vì phải gửi súng mới được vào nơi mình muốn. Đó là lý do tôi thực hiện ngược lại. Kể từ khi triển khai chương trình khuyến mại này, nhà hàng của anh Cost đã thu hút được nhiều khách hàng hơn. Họ đến không phải vì được giảm giá 10%, mà đơn giản là để ủng hộ luật cho phép sử dụng súng tại nơi công cộng. Chính phủ đang thắt chặt luật sử dụng súng, nhưng họ quên rằng chúng tôi có quyền được sở hữu và sử dụng súng để tự vệ. Anh Cox cho biết, từ khi triển khai chương trình này, mỗi ngày nhà hàng đón hơn 10 khách hàng mang theo súng. Nước Mỹ đang trở thành quốc gia có tỷ lệ người dân sở hữu súng cao nhất thế giới. Các tổ chức vận động hành lang chống sử dụng súng cho biết, việc mua bán và sở hữu súng đạn dễ dàng là một trong những nguyên nhân khiến mỗi năm ở Mỹ có hơn 100.000 người thiệt mạng liên quan đến loại vũ khí này.